Phật nói: thời kỳ mạt pháp, tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng. Những tà sư này từ đâu tới? Là con cháu của Ma Vương. Năm xưa lúc Đức Thế Tôn còn tại thế, Ma Vương ba tuần muốn phá hoại Phật pháp. Trí huệ, đạo đức, oai thần của Phật quá lớn, Ma Vương không có cách chi. Tạm thời chẳng thể phá hoại, cũng học theo Phật, cũng đến nghe kinh nghe pháp. Nhưng ý niệm phá hoại Phật pháp chẳng tiêu mất. Ma Vương nói với Phật: có một ngày tôi sẽ phá hoại Phật pháp. Phật nói: pháp của ta là chánh pháp, chẳng thể phá hoại. Ma Vương đáp: đợi đến khi pháp vận của ông suy thoái, thời kỳ mạt pháp, tôi sai ma con, ma cháu của tôi đều xuất gia, đắp lên cà sa của ông để phá Phật pháp của ông. Nghe xong, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng nói một lời, rơi lệ. Ấy là ví như trùng trên thân sư tử, rỉa thịt sư tử. Cho nên những người xuất gia này chẳng phải là đệ tử Phật, mà là đệ tử ma, chuyên môn đến phá hoại Phật pháp. Trong kinh Phật đã nói rõ, nói chung đều chẳng lìa tham sân si, ba tứ phiền não căn bản này. Người ta trong một đời, nói thật ra chịu hại bởi ngu si nặng nhất. Ngu si là chẳng hiểu rõ sự lý, dựa vào tà tri tà kiến của mình mà hủy bán đạo đức, tự mình tâm thành bất chánh, dẫn đến giúp người khác tà tri tà kiến, cùng tạo ác nghiệp. Đức Phật khuyên chúng ta bố thí, trong thời mạt pháp, ấn tượng phụ sinh ra từ sự bố thí không thể nói là không có. Phía trước có nói: giả làm sa môn, tâm chẳng phải sa môn. Người lường gạt chúng sanh thật có, chẳng phải không có đâu. Chúng ta nhìn thấy những người này chẳng chịu bố thí, ông coi bố thí cho họ hưởng thọ, chúng ta bị họ gạt. Hủy bán bố thí, nói bố thí chẳng có quả báo, nói người ta bố thí gặp được ác báo, khuyên người ta tích lũy tiền tài, tự mình hưởng thọ, trái ngược lời dạy của Phật. Nói tu thiện không được hiệu quả, tạo ác cũng chẳng bị ác báo. Dùng những tà tri tà kiến này mê hoặc chúng sanh, làm cho chúng sanh tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Phía sau những người này có ma vương gia trì,
có yêu ma quỷ quái ở kế bên giúp đỡ. Chúng ta nhìn thấy trong thời đại hiện nay có những tà sư thế lực rất là lớn, đồ chúng rất đông, dưới tay họ có nhân tài, có tiền bạc. Người tu hành chánh pháp rất đáng thương. Trong thế gian này chẳng có lối thoát, chẳng có người nhận thức chánh pháp. Đâu phải là họ không muốn hộ trì chánh pháp đâu, nhưng họ không nhận thức rõ. Coi tà như chánh, lấy chánh coi như tà. Thế nên chẳng có người quan tâm hoằng dương chánh pháp. Nhưng mà chúng ta rất rõ, tuy chẳng có người quan tâm, thiện báo sẽ ở tương lai. Đây là đạo lý nhất định. Nhất định không thể vì người ta mê hoặc, chúng ta cũng bắt chước mê hoặc, điên đảo theo như vậy. Vậy thì sai lầm quá đỗi rồi. Họ mê, tôi chẳng mê. Họ tạo tội nghiệp, tôi không tạo tội nghiệp. Năm xưa lúc Thế Tôn còn tại thế, đã làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta rồi. Ngày nay chúng ta than khổ thì phải so sánh với thời Đức Phật Thích Ca. Đời sống của ta sướng hơn Ngài quá nhiều. Ban đêm Ngài ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi, ăn cơm phải đi ra ngoài khất thực. Tối thiểu thì chúng ta khỏi phải đi khất thực, vẫn còn nhà cửa để trú ngụ. Y phục của chúng ta nhiều hơn Đức Phật quá nhiều. Đi du lịch còn có hành lý. Năm xưa lúc Đức Phật đi du lịch chẳng có hành lý gì cả. Ba y đều mặc trong người, tay cầm bình bát, ngoài ra một vật gì cũng chẳng có. Nếu chúng ta không hết lòng hoằng đạo thì làm sao chẳng có lỗi với Đức Phật. Lúc Thế Tôn còn tại thế, tuy có rất nhiều vua chúa đại thần, trưởng giả giàu có hộ trì, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng tiếp nhận. Thí dụ, ông xây cho tôi một đạo tràng lớn, chùa lớn, chẳng bao giờ có. Hết thảy những đạo tràng này đều là mượn dùng. Quyền sở hữu của kỳ thọ cấp của độc viên là của Thái tử Kỳ Đà và tưởng giả cấp cô độc, chỉ là tiếp nhận sự cúng dường của họ. Chúng ta thường nói Phật chỉ có quyền sử dụng, chẳng có quyền sở hữu. Quyền sở hữu vẫn là của họ, chỉ mượn dùng tạm thời. Ngài đã nghĩ rất là chu đáo, rất viên mãn. Biết chúng ta trong thời mạt pháp phải đương đầu với rất nhiều khổ nạn. Nghĩ đến tăng đoàn của Đức Phật năm xưa thì tâm chúng ta sẽ lắng xuống.